Thưa quý vị và các bạn, dân tộc Thái có những hình thức sinh hoạt văn hóa rất phong phú như các lễ hội cầu an, cầu mưa, hội tung còn, lễ cơm mới, lễ sen, lễ cưới, lễ mừng nhà mới, vân vân. Trong đó, khắp là một hình thức sinh hoạt tinh thần không thể thiếu được. Trong chương trình Non nước con người xứ Nghệ kỳ này, xin được giới thiệu cùng quý vị những nỗ lực giữ gìn và truyền đạt điệu khắp trên một bản nhỏ của đồng bào Thái tại xã Châu Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Không ai nhớ điệu khắp có từ bao giờ, không ai rõ điệu khắp do ai sáng tác. Lật những lớp, những tầng thời gian, điệu khắp đã ngự ở đó từ bao giờ. Và nếu bạn tình cờ ngang qua bản nhỏ người Thái bất kỳ nào đó ở huyện Con Cuông trong dịp lễ Tết hay một lễ vui như cưới hỏi, mừng nhà mới, thì câu khắp, câu nhuân luôn vang lên êm ả, ngọt ngào như hương lúa mới trên nương. Cộng đồng người Thái Nghệ An vẫn được chia làm hai nhánh Thái chính là Tày Thanh và Hàng Tổng. Khắp là điệu hát chính của nhóm Tày Thanh, còn nhóm Hàng Tổng thì điệu hát chính là Lâm và Nhuân. Và nếu tìm đến cái nôi của điệu khắp nhóm Tày Thanh ở Con Cuông, phải kể đến là Mường Quạ thuộc xã Môn Sơn. Ở đây có rất nhiều nghệ nhân hát khắp được bà con tìm đến học hỏi. Họ là những người già được dân bản quý mến, nể trọng. Bản Bùng thuộc xã Châu Khê, 100% hộ dân thuộc nhóm Tày Thanh. Và tất nhiên, các dịp sinh hoạt trong thôn bản thì giai điệu khắp không thể thiếu vắng. Những người già, người trẻ ở bản Bùng luôn ao ước có một câu lạc bộ được thành lập và hoạt động có hiệu quả để phát huy giá trị tốt đẹp của bản, của Mường. Những người già này là thành viên của hội người cao tuổi trong bản Bùng. Họ luôn yêu câu khắp dân tộc mình và truyền lại cho những người trẻ tuổi vốn ham học những nét, những tục, những lời khắp, để câu khắp một ngày nào đó, khi mà những người già biết khắp về trời hết, lớp người trẻ sẽ vẫn giữ cho câu khắp được ngân lên nơi bản làng thân thuộc. Câu khắp sẽ không thể bỏ bản Mường người Thái đi xa như những người già bỏ về trời. Ở bản Bùng hiện nay có ba người khắp hay nhất, biết nhiều điệu khắp nhất. Và đây là bà Lộc Thị Đoàn. Bà đã ngoài 70, con cháu đã trưởng thành. Bà không còn phải lên nương, lên rẫy nữa. Quẩn quanh vườn tược, rồi khâu vá, nhuộm vải, nuôi tằm. Một phần thời gian bà dành cho điệu khắp. Ngày xưa ông mê bà vì bà có giọng khắp ngọt lịm. Nay ông vẫn mê bà và được bà khắp cho nghe khi nào rảnh rỗi. Kìa ngựa quý từ Mường nào tới đây, này khách lạ Mường nào tới đây, này cá chép cá mát ở sông suối nào tới đây, người muốn hái trái mây thì lần theo dây leo, muốn ăn quả cà thì châm cành tưới gốc, muốn tìm hiểu con gái nhỏ của ta thì hỏi tới nhà ta. Này chàng trai, nhà chàng ở đâu, từ đồi cao suối sâu, từ đồng bằng rộng lớn, nhà chàng dựng hướng nào, cho em xin được làm quen và nói lời đẹp đẽ với chàng, để hiểu nhau và biết đâu chúng ta sẽ thành đôi uyên ương về chung một mái nhà.
cũng bán đi mà cô với ế nào hù sẽ nào phụ thảo mà chớ hẳn. Hiện nay những người già biết khắp trong bản còn rất ít. Tôi cũng lo lắm, không biết lớp trẻ sau này có còn biết khắp nữa không. Tôi thì rất yêu cầu khắp, vì thế hệ tôi ngoài khắp chẳng có gì có thể vui hơn. Nếu như các bạn trẻ muốn biết các điệu khắp thì đến nhà tôi sẽ sẵn sàng bày cho các bạn. Cùng với những người già trong bản, bà Đoàn vẫn có những buổi sinh hoạt với câu lạc bộ, với hàng xóm để ôn lại câu khắp, để không quên đi những làn điệu mà thông qua đó sẽ là thông điệp, là những lời chỉ bảo quý giá cho con, cho cháu. Lời khắp, nếu như chú ý lắng nghe, thì nó gần như một thể thơ lục bát, khớp vần với nhau, tạo nên những bài ca có sức lôi cuốn vô cùng hấp dẫn. Có lẽ bởi vậy mà ngày xưa, với cây sáo và giọng khắp, các chàng trai cô gái có thể đối đáp với nhau vào những đêm gió mát trăng thanh. Và cũng nhờ tiếng khắp, nhờ những đêm trăng đối đáp ấy, mà bao cô gái chàng trai nên duyên chồng vợ. Còn đây là ông Kha Văn Hoàn. Ông vốn là một ông mo, ông mối trong bản. Là ông mo hay ông mối đều cần biết nói lời hay ý đẹp, biết khắp đối với đối phương, với thông gia, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng. Khắp vốn là thể ứng tác và truyền miệng. Việc ghi chép sau này, ông Hoàn mới nghĩ ra, bởi chính bản thân ông do tuổi mỗi ngày một cao, nên cũng quên mất nhiều lời. Ông Hoàn cũng như bà Đoàn, nguyện vọng chính là mong được truyền lại cho lớp con cháu điệu khắp dân tộc mình, để điệu khắp không bị lấp sâu dưới những tầng thời gian của năm dài tháng rộng. Tính hồi đi có mi du và cấu nhau khắp. Khắp của nhóm Tài Thanh có 9 điệu chính. Bạn có việc vui gì thì khắp về sự kiện đó, như đám cưới, mừng nhà mới, khắp mừng lấy buộc chỉ cầu may. Chỉ tuyệt đối không được khắp trong việc ma chay mà thôi. Tôi thấy những năm gần đây, nhà nước ta cũng rất quan tâm đến việc phát triển và bảo vệ dân ca. Một số xã ở huyện Con Cuông như Môn Sơn, Bồng Khê, Yên Khê cũng phát triển rất tốt vai trò câu lạc bộ dân ca Thái. Tôi sợ một ngày nào đó, xã vùng sâu chúng tôi sẽ dần mất đi những nét phong tục đẹp, nên rất mong sẽ được cấp trên quan tâm cho thành lập câu lạc bộ. Huyện có tấm quà bị phong trào chung. Ếch nhái mừng ruộng ngập nước chưa bằng tôi mừng. Cua cá vui đón nước dâng chưa vui bằng tôi vui. Gia đình tôi thật có phúc có phần, rước được cô gái ngoan về với gia đình. Xin cảm ơn nhé, thông gia ơi. Dâu về nhà tôi là dâu Thảo, dâu Hiền, biết đến rẫy bên phải cánh rừng, biết ruộng bậc thang bên trái cánh rừng, làm lụng mọi việc trong nhà thật tinh tươm. Chúng ta cùng cầu cho các con ăn nên làm ra, thông gia nhé. Các con sẽ sinh con gái đầu lòng để chăm sóc nhà ngoại, sẽ sinh con trai để chăn trâu bò đầy dưới sàn. Thông gia à, chúng ta cùng cầu phúc cho con chúng ta nhé. Những sinh hoạt thường kỳ của người Thái biết bao điều thú vị. Và những người già, người trẻ trong bản, ngoài việc lên rẫy đi nương, họ cũng có thời gian gặp gỡ nhau, cùng vui chơi, cùng ôn lại những nét đẹp vốn đã tồn tại bao đời. Điệu khắc luống như thế này thường sẽ được chơi trong các lễ hội, các ngày lễ vui. Trong lúc chơi khắc luống, người già có thể dựa trên giai điệu khắc luống mà nhảy múa, hoặc cũng có thể ứng tác ngay về việc khắc luống bằng những câu khắp siêu lòng người. Bà Lộc Thị Mai
một người có thể gọi là lớp sau của bà Đoàn và ông Hoàng, là một trong ba người ở bản Bùng biết khắp hay, ứng tác giỏi. Bà rất nhiệt tình với các phong trào văn hóa văn nghệ ở bản Bùng, cũng như những cuộc thi khắp ở xã, huyện. Tại nhà riêng bà Mai vẫn quay tơ dệt vải. Thỉnh thoảng không những chị em phụ nữ lui tới để nghe và học khắp, mà có cả những người đàn ông. Họ có thể đã biết khắp hoặc chưa biết. Họ có thể không thể thuộc bài khắp nào cả, nhưng nếu biết giai điệu thôi thì cỏ cây cũng sẽ ẩn mình trong câu khắp. Những người làm thầy mo, làm ông bà mối đều đòi hỏi phải biết nói lời hay, phải biết khắp, nên thỉnh thoảng họ là đối tượng học khắp tại nhà bà Mai để duy trì thêm những lời khắp hay, những bài khắp cổ. Anh ơi, em có đôi lời nhắn nhủ. Tuổi lên 10 đang còn niên thiếu, trăng tròn 15 chưa phải tuổi anh 18. Tuyển quân vào quân đội 18 mới bắt đầu. Xôn xao lòng em bao đêm dài khó ngủ. Gần đôi mươi anh sắp lên đường làm anh bộ đội, đeo ba lô, đội mũ sao vàng. Anh ơi đi nhé, trời sấm chớp mưa giông anh đừng sợ, còn có em ở nhà canh nương rẫy chờ anh. Ruộng bậc thang và mẹ già em sẽ thay anh chăm sóc. Anh hãy hoàn thành nhiệm vụ rồi mới được về nhà nhé. Anh đi dù 10 năm dặm trường cũng đừng nao núng. Thấy đạn rơi trước mặt anh đừng bước lùi. Thấy bom rơi sau lưng anh đừng có sợ. Đã có khăn piêu em thêu trong ngực áo anh rồi. Anh đi nhé, 3 năm em còn chờ, 5 năm em vẫn đợi. Chúng tôi đến đây để học khắp với chị Mai. Ngoài khắp, chúng tôi cũng rất mong được tìm hiểu thêm về những phong tục tập quán đẹp đẽ của người Thái mình qua những vị tiền bối. Mong rằng chúng tôi sẽ có đủ thời gian và cơ hội để được tiếp thu tinh hoa dân tộc mình, để chúng tôi còn tự hào kể lại với lớp con cháu về sau. Lâu nung tôi chơi nì sợ lỡ có lẽ học học tệ siêu. Người phụ nữ dân tộc Thái chúng tôi ngay từ nhỏ đã phải học rất nhiều thứ để phục vụ cho cuộc sống của mình hiện tại và ngày mai. Học thêu thùa, học dệt vải, học nấu nướng và học khắp là những thứ mà chúng tôi đều buộc phải học. Tôi học khắp từ bé, nhưng giọng không tốt lắm. Nhưng tôi vẫn có thể dạy cho các con của mình biết khắp. Tiếng khắp là hồn, là cốt của người Thái. Khi tiếng khắp người già vang lên trong những mái nhà sàn, là ở đó đang có những chuyện vui. Tiếng khắp bay lên là nơi đó có niềm tin vào tình người, tình yêu. Nơi đó có mầm non vươn mình tách dậy. Dù ở đâu xa hay đang ở rất gần, mỗi khi nghe tiếng khắp cất lên là tâm hồn người nghe đều trỗi lên niềm cảm xúc khó tả. Một niềm hứng khởi, một sự bồi hồi, chút gì đó níu giữ, nhắc nhở. Là nghe, là lượm nhặt lời đẹp ý hay từ câu khắp quê mộc mạc mà đầy tình người. Câu khắp là lời của quê hương, là một vòng nguyệt quế vô hình, ấm áp, hoàng níu trái tim, tâm hồn của những người con quê hương. Quý vị và các bạn thân mến, mong rằng điệu khắp của người Thái mãi mãi ở lại với bản Mường và được mọi thế hệ trân trọng, giữ gìn, phát triển nó. Đến đây thì chương trình Non Nước Con Người Xứ Nghệ xin được tạm dừng. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau.